is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Hello, chào bạn đang nhìn xem trên vị tướng Nolan Samlang, vị tướng mới nhất tại mặt trời mặt trời của Mobile Việt Nam. Để test thêm sức mạnh của vị tướng này, nó có vừa trâu vừa khỏe như chất tướng hay không? Hôm qua thực ra mình mới phân tích được các bạn về chất tướng trang bị bằng ngọc thôi và đánh cái máy thôi, chứ chưa đánh với người. Hôm nay đánh người anh em ơi. Mình test 1-2 trận rồi, cảm thấy là chất tướng vị tướng này rất trâu, rất khỏe. Nhưng đó là thời điểm late game cơ, khi các bạn có những món đồ hồi chiêu và có những món đồ trang bị chống chịu, thì sự khi đó các bạn trở thành con quái vật với hai cái mạng. Nhưng mà thời điểm đầu game là các bạn cố gắng là farm tốt nha, vì đa bước đầu con này khá là yếu đấy. Mà gặp ngay những thanh niên Ryoma chơi toàn kiểu là cấu rỉa và ôm trụ thôi. Không làm gì được, muốn ăn mạng cũng khó anh em ơi. Thành ra mình cứ farm cái đá. Khi mà có đồ rồi, có đồ hồi chiêu rồi, dư thân lực max level rồi, thì hồi chiêu của chiêu này sẽ rất là nhanh, mà các bạn dùng chiêu một kích hoạt liên tục và đánh thường được cường hóa liên tục nha, rất mạnh. Ở trang bị ngày hôm nay thì mình để bên dưới các bạn có thể tham khảo nha. Mình sẽ thay một món đồ thôi, khi đi xô đường mình thay một món đồ thôi, chính là thay cái huân chương choi thành cái giáp PA. Và tại sao như vậy? Bởi vì khi test mình mới thấy là con Wheel Sao Leng này rất cần tốc chạy, rất cần tốc chạy anh em ơi. Nên cái giáp Kaya sẽ khiến cho mình có thêm 5% tốc chạy cùng với khả năng hồi phục tốt hơn. Một điểm yếu nữa của Wido đó là sử dụng kỹ năng rất là chậm chạp, đặc biệt là chiêu thứ hai và chiêu cuối. Đây, thanh niên quyền vương này, khi qua chiêu cổ lên, nhả ra xong tốc biến, ấy, tốc biến hơi chậm, thì chậm một xíu thôi là hụt anh em ơi, cái combo này rất là mạnh, mà dễ hụt. Bù lại thì dìu thần lực của Wido rất nhiều đam, đó, chém phát nữa, tiếp tục truy sát này, hồi chiêu rất là nhanh nha, đấy. Tiếc quá không đẩy được vào tường, mà không sao, vẫn chém. Tiếp tục kích hoạt chiêu 1, chém. Sát tường thì chiêu 1 là rất nhiều anh em ơi, có cả hiệu ứng khống chế và tầm đánh rất là xa. Ở khi có nội tại dấu ấn 212 thì vị tướng này rất là trâu, bởi vì nó được cường hóa thêm giáp và giáp phép đập trụ rồi đập người bạn ấy. Rồi, đẩy chiêu 2 vào tường nè, choáng nữa, lên bảng điểm số. Cái này là các bạn phải dùng chiêu 2 đẩy tướng địch vào tường thì mới khỏe được, mới gọi là đánh rất là thấm, mà choáng thì khống chế rất là khó chịu luôn. Khi đánh video thì anh em phải tập được cái combo đó là chiêu cuối này, giữ chiêu cuối này, xong nhả chiêu cuối tốc biến thật nhanh nhá. Cái này mới bất ngờ được, bởi vì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối thì tướng địch chạy mất dép hết. Muốn đập thì cũng rất khó, và tạo cái hiệu ứng bất ngờ thì chúng ta phải cái combo là giữ chiêu cuối, thả chiêu cuối cho tốc biến. Rồi, béo Grack nè. Ôi, thanh niên tốc biến rồi, không kịp đẩy. Và đây quyền vương lại đẩy béo xa một đoạn nữa. Thành ra là không bắt được béo, rất là đáng tiếc. Ở khi các bạn chơi video và các bạn đánh lên phần lễ game rồi, cảm thấy vị tướng này đánh rất là sướng luôn. Luôn có hai cái mạng rất là phê, đẩy được vào tường rồi. Chém này. Bạn quyền vương này muốn đi ăn mạng mà không thành công nha. Về đi anh em ơi. Về. Yếu máu thì về đi, bị ngắm bắn chết bây giờ. Mày thế nhờ.
Rồi anh nên kéo mình vào trụ cơ. À, nhiều khi là các bạn kích hoạt chiêu cuối nhưng mà không dùng được, các bạn hủy chiêu nha. Hoặc là các bạn bị khống chế thì các bạn cũng có thể hủy chiêu. Hủy chiêu thì được giảm 80% hồi chiêu đấy. Chứ cũng đừng có đập xuống đất, đập linh tinh. Choáng này. Đó. Tiêu ứng khống chế rất là tuyệt vời. Là cross thì bị nhảy lên rất là cao, hạ xuống thì bị dồn sát thương chết. Ở con video này thì mình nghĩ là không nên lên những món đồ như phô kiếm hay là áo choàng băng giá làm gì anh em ơi. Bởi vì khống chế con này rất là nhiều rồi, mình cần cái sự cứng cáp nhiều hơn. Đó. Thực ra có áo choàng băng giá thì khống chế sẽ tốt hơn. Mà không quá cần thiết, để khống chế rất là nhiều rồi anh em ơi. Hôm nay mình sẽ lên trang bị theo phong cách là có đồ sát thương nha, chính là kiếm Muramasa. Nếu anh em là chơi full thủ thì thay kiếm Muramasa bằng cái giáp thống khổ. Ở tầm level này là các bạn đánh sướng này, thì mắc cái chiêu 1 rồi mà hồi chiêu cũng có rồi anh em ơi, rất là trâu luôn, đánh không mất máu, choáng này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đi. Bạn này hết đường chạy rồi, bởi vì hết chiêu cuối tốc biến thì cũng không có, đây ra là sát mặt với mình. Tiếp tục này, để luôn này, anh em đâu rồi? Mình có hai cái mạng mà anh em ơi, cứ gọi là hổ báo đi, hổ báo nhiệt tình đi. Rồi đẩy đi. Chưa kịp đẩy đã chết. Và khi đánh Guido thì đồng đội phải biết nội tại của chiêu cuối của Guido. À, nội tại của Guido. Đó, nội tại của Guido là khi các bạn vào cái trạng thái là rồi lại tốc biến hụt rồi. Ok, cái combo chiêu giữ chiêu cuối, thả chiêu cuối tốc biến thì nó phải cần độ nhanh tay rất là cao. Nhà mình tập vẫn chưa quen. Đồng đội phải biết nụm cái ngọn đèn xung quanh video khi nó ở cái trạng thái hấp hồi đây anh em ơi, để video nhanh phục sinh hơn thì mới mạnh được. Như đồng đội không biết nội tại của video thì chắc là video sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh đâu, nên các bạn phải biết nội tại của video nha. Đồng đội phải biết nội tại video, các bạn bước vào cái điểm đấy, các bạn được đấy ba cái điểm đấy, các bạn bước vào đi. Rồi hay quá. Đó, đồng đội được hồi phục máu, mình cũng được hồi phục máu và hồi sinh nhanh hơn. Các bạn nhớ nha, khi các bạn có đồng đội video các bạn phải nhớ điểm đó cho mình. Cái hồi sinh này nó mạnh khủng khiếp hơn cái giáp hộ mệnh rất là nhiều. Vì hồi sinh giáp hộ mệnh dù được có 2 lần thôi, con này dù được mãi mãi mà hồi chiêu có 90 giây. Hồi máu gần như là gần đầy luôn anh em ơi, nếu các đồng đội lụm được cái ngọn đèn đó, ngọn điểm màu vàng đấy anh em ơi. Ở trận này mình đánh thường nha, bởi vì vẫn đang đét tướng. Con này không ra mắt trong bản test, thế mới cay anh em ạ. Vì tướng khác là ra mắt trong bản test rồi, với đã ra mắt trong bản chính, con này thì không ra mắt trong bản test. Một vị tướng đến từ đất nước Indonesia.
về thôi không anh em đánh không thế là không được rồi. Ô cứu ra fit vậy, vận trực cố này nó bị phá chiêu. Ôi 9 giây 7 giây nữa mình mới hồi được chiêu cuối này quá, chắc chắn là Dioma chết rồi. Đẩy này, ở chiêu 2 thì cố gắng đẩy vào tường hoặc đẩy vào cái trụ đều có tác dụng rất là lớn. Đẩy đẩy thẳng mít này các bạn ơi, đẩy thẳng mít đấy được một trụ này. Cái rất nhiều sát thương của mình. Không sao, mình có nội tại, mình có cả giáp hộ mệnh nữa rồi. Nói chung là có 3 cái mạng, rất là mạnh nha. Thế mình nói là late game nó mạnh, late game nó có 3 mạng mà. Giao tranh kiểu gì chẳng thắng anh em ơi. Miễn là các bạn đi chung team, giao tranh kiểu gì cũng thắng. Thất nè, bị kéo rồi. Mình có nội tại, chặt cho mình các bạn ơi. Kìa, yeah. Rồi mày quá, xe fit biết nội tại. Đó, anh em nhớ nha, phải nhặt đi vào những điểm vàng đấy, 3 điểm vàng đấy, thì đi vào đó thì sẽ giúp ích cho video rất là nhiều. Và các bạn cũng được hồi máu đấy, chứ các bạn đi vào đấy nào không phải là vô ích đâu. Chiêu cuối này mặc dù cái phạm vi rất là lớn, nhưng mà để dùng trúng mục tiêu thì không phải cái tính đột biến rất là cao, đó là phải dùng tốc biến. Ok, mình sẽ cố gắng thực hiện cái combo giữ chiêu cuối, thả chiêu cuối tốc biến thật chuẩn xác này. Nếu mà anh em đánh phong cách giữ mạng thì vị tướng này rất là khó chết luôn. Vậy lỡ bị giết thì gì đó là cái mạng đầu tiên rồi. Còn mạng thứ hai, khoảng 90 giây sau, các bạn tiếp tục lại hộp báo mất dùm mạng các bạn lùi về. Đấy, đánh theo kiểu là cứ giết ta đi nhưng mà ta thực ra là có chết đâu. Tôi xong quyền vương team bạn rồi. Cái này là hết đường chạy rồi. Indiana Cross thì có thể là chạy được. Rồi, chuẩn bị này. Nhảy chiêu cuối, tốc biến thành công rồi anh em ơi. Đẩy chiêu 2 vào tường. Cho hắn rất là lâu. Combo được một mạng của Ensu. Grack thì gần chết. Ok. Như vậy thì video của mình cũng đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào! Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.